Oh my, cuối cùng thằng Thèm nhà mình nó cũng có bạn gái rồi. Những ngày đầu tiên hai người nhắn tin với nhau rất là vui, còn thả thính qua lại nữa chứ. Em không biết ăn gì cả, ăn anh nè. Rồi call với nhau hết cả buổi tối luôn. Thèm nằm trên giường với vẻ mặt sung sướng, đặt tay sau đầu và my baby. Ngày qua ngày hai người nhắn tin với nhau rất là sôi nổi. Tèo thì như đang trên chín tầng mây vậy. Nhưng mà rồi, sau một tuần, cô ấy đột nhiên không còn chút ngủ ngon thằng Tèo nữa. Rep rất chậm và cuối cùng và ghost luôn thằng Tèo nhà mình. Thôi là tội nghiệp, vừa buồn và vừa sốc. Tèo không biết là mình đã làm gì sai. Và cách đó một bức tường, thằng Đô nó mới nhận được một tin nhắn. Đó là từ crush của thằng Tèo. Vì thằng Đô nó đang bận hết đất nên là cũng chả để ý là có thông báo đâu. Và sau khi đã làm xong hết việc của mình ngày hôm đó rồi, thì Đô nó mới mở điện thoại ra và hai em. Vì hồi xưa thằng Đô cũng như thằng Tèo vậy, lúc đầu thì rất là dồn dập và nhắn tin rồi call suốt ngày luôn. Nhưng mà bây giờ cậu mới nhận ra, để thật sự duy trì sức hút giữa hai người thì chúng ta cần có thời gian để nhớ nhau. Yeah bro, thật sự là đây là một trong những cái sai lầm lớn nhất của tôi khi đã làm trong tình yêu luôn. Thật sự thấy rất là nhiều người con trai trẻ và bạn tôi nó cũng làm như vậy. Đó là mình trở nên quá needy, quá bám víu và không cho nhau những thời gian để có thể nhớ nhau. Và cách tôi suy nghĩ về tình yêu hồi xưa nó cũng rất là trẻ con. Tôi nghĩ tình yêu hả? Thì mình chỉ cần yêu mà thôi. Một túp liều chanh, hai quả tim vàng là đủ rồi. Và thế, đó cũng là điều mà tôi làm hàng ngày trong tình yêu. Đó là tôi đã tắm cô ấy trong sự quan tâm của mình. Đó là ngày xưa, nó thật với ông luôn á. Tôi vừa mở mắt ra và thức dậy xong là tôi sẽ lấy điện thoại mình ra. Mà không biết tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ chuẩn bị viết một cái đoạn văn rất là dài để nói về việc mà mình cưng và thương cô ấy như thế nào. And have a nice day baby. Hey y'all, come look at this. Sau đó là còn mong là cô ấy cũng sẽ ghi y chang một đoạn đề thòn lòn và nói yêu mình thế nào và wow, that's my baby. Oh, cô ấy thật sự rất là yêu mình. Và khi cô ấy không có trả lời như mình mong đợi á, mình sẽ trở nên hờn giỏi và nhõng nhẽo và đợi cô ấy dỗ dành như một đứa con nít vậy. Và tại vì lúc nào mình cũng là một người trả lời tin nhắn rất là nhanh, reply rất là nhanh, đúng không? Nên là mình nghĩ là cô ấy cũng nên như vậy chứ. Lúc nào cũng anxiously waiting, đợi một cách không lo âu luôn á. Ok, online 5 phút trước hả? Ok, muốn nên nhắn ông ta và không biết chừng nào mới nhắn lại với mình. Có gì mà off lâu với người ta. Để mình nhắn, mình hỏi rồi, chấm hỏi. Em đâu rồi? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Và cứ liên tục spam. Yeah, và làm phiền bạn gái của mình. Man, I was down bad. I was little boy. Chắc không biết vì sao mà giờ không có thuận lợi mấy trong chuyện tình cảm hồi xưa là như vậy. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra nó là ok, mấy cái đó thì lâu lâu có một tí nó vẫn rất là vui, nó thả thính qua lại và nói mấy cái câu sến như vậy. Nhưng mà nếu mình làm như vậy hoài thì thật sự tôi thấy nó chỉ hợp với tình yêu tuổi học trò mà thôi. Và mình khi đã lớn lên rồi thì mình cũng phải học yêu bằng một cách khác, một cách phải nói nó chín chắn hơn. Rồi ok, bây giờ ông hãy trả lời tôi những cái câu hỏi này nha bro. Đó là khi ở một mình, ông có luôn thắc mắc là bạn gái mình đang làm gì hay không? Ông có luôn chờ tin nhắn của bạn gái mình không? Ông có trả lời tin nhắn nhanh hơn bạn gái mình trả lời hay không? Ông luôn cảm giác là nhớ nhung bạn gái mình 24/7 hay không? Và bạn gái của ông có bận rộn hơn ông hay không? Thì yeah, probably nếu ông trả lời có những hầu hết những câu hỏi ở trên thì nói thiệt đó là những gì tôi làm suốt ngày hồi xưa luôn á bro. Vậy không có gì phải xấu hổ hết trơn á. Thì yeah, thì có thể bây giờ mới nhận ra là mình khá là needy. Ok, mình khá là bám víu bạn gái của mình. Hoặc là theo khoa học là ông đang có một kiểu gắn bó lo âu or anxious attachment style. Thì đây cũng có thể là một cái lý do thứ nhất cho cái việc mà sao ông khá là needy như vậy ha. Thì trước khi vào thì tôi không phải là học chuyên ngành tâm lý học hay là bác sĩ tâm lý gì nha bro. Thì tôi là một anh áo đen ngẫu nhiên đó trên mạng ông thấy đẹp trai khoa to đang tìm hiểu những thứ này và yeah, thì tôi sẽ nói cho ông sau đây thôi. So yeah, một người với kiểu gắn bó lo âu này sẽ rất là nhạy cảm với tất cả mọi thứ mà người yêu mình làm, đặc biệt là những chi tiết nhỏ nhất. Xong rồi sẽ tự overthink, sẽ tự phóng đại hóa mọi thứ lên và tự làm cho mình cảm thấy buồn và anxious. Với kiểu gắn bó này, nó đến từ lúc mà ta được nuôi dạy từ nhỏ đó bro. Từ cách ba mẹ hoặc là một người nào đó chăm sóc mình, a caregiver, đã chăm lo và quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của mình hồi xưa như thế nào. Thì đối với kiểu lo âu này thì là do chúng ta đã không nhận đủ hoặc là cái sự quan tâm đó
nó không đều đặn. Thì chúng ta hồi nhỏ sẽ bối rối và không hiểu tại sao lúc này lại ôm hôn mình như vậy, mà lúc kia lại lơ là và không quan tâm mình như vậy. Và vì thế khi lớn lên như ông và tôi nè, cũng mới trở nên nhạy cảm với mỗi thứ mà yêu mình làm như vậy. Sẽ ngồi đó suy nghĩ, nhớ nhung về bạn gái của mình, ngồi đợi tin nhắn và reply rất là nhanh chỉ để trả lời một câu hỏi, đó là họ có thật sự yêu mình hay không. Và tiếp theo, cái lý do thứ hai ở đây thì đơn giản, đó chính là cái cách yêu duy nhất mà mình biết là không biết là ông có giống tôi hay không. Đó là cách yêu của tôi nó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái phương tiện truyền thông mà tôi coi, những cái content hồi xưa tôi coi, rồi phim ảnh, âm nhạc, rồi những cái YouTube video. Đó là các cái phim công chúa Disney này nọ. I know. Cười đi. Sorry. Yeah, ok, xong rồi. Đó là những cái phim lãng mạn nói chung luôn ha. Thì nó đã lãng mạn hóa cái ý tưởng về tình yêu của chúng ta. Và theo Alain de Botton, một triết gia, một nhà văn nổi tiếng, sự lãng mạn hóa này là một trong những kẻ thù lớn nhất của tình yêu. I believe that romanticism is the single greatest enemy we face for love, and that if we are to learn how to love better in the future, we must give up a lot of the feelings that got us into the sort of relationships that romanticism points us towards. Nó làm chúng ta nghĩ nó tình yêu nó đơn giản vậy thôi đó, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng với cái sức mạnh tình yêu đó có thể vượt qua bao nhiêu sóng gió và gian nan. Nhưng thật sự tình yêu ở đây, khi mà chúng ta lớn lên chúng ta mới nhận ra rằng tình yêu nó thật sự phức tạp hơn như vậy rất là nhiều, đúng không? Nên khi ta bắt đầu lớn lên và hẹn hò, khi ta dựa quá nhiều vào cảm xúc của mình và giống tôi vậy nè, nó là muốn gặp lúc nào thì cứ chạy tới đó gặp thôi, cũng chả cần quan tâm là ngày mai hay là bây giờ mình cần làm gì nữa. Rồi khi mà không bên nhau á, lúc nào cũng dồn dập nhau với những tin nhắn và call với nhau suốt ngày, thấy luôn biết đối phương mình là đang làm gì, đi ăn, đi ngủ hay là đi làm việc gì, lúc nào cũng dính với nhau cả. Và sau đó cái hậu quả thì ông biết điều gì nó cũng sẽ tới mà, đúng không? Về phía bạn nữ thì ông dần dần không còn phải là một cái người đàn ông nam tính và bí ẩn mà cô ấy muốn tìm hiểu nữa, mà bây giờ thì một người bạn trai của tôi rất là cute, dễ thương và luôn có mặt khi cần. No, literally lúc nào cũng có mặt hết trơn á. Và từ từ nếu mà tiếp diễn quá lâu và quá dài á, tất nhiên cô ấy cũng sẽ nói, ủa không có gì làm mà sao đây nhắn tin và khói mình hoài vậy, không có gì khá hơn để làm à. Và từ cô ấy sẽ nảy lên những cái hoài nghi về việc quen ông, nói là ủa bạn trai mình vậy có thật sự là giỏi vừa siêng năng vậy hay không. Và về phía ông mà, ông sẽ không còn dành thời gian ra để tự cải thiện bản thân mình như trước nữa, lười hơn, ít đi tập hơn, rồi ăn tầm bậy tầm bạ, nó có cái bụng rồi mất đi cơ bắp hết trơn, không còn động lực để làm việc, quên đi những mục đích mà mình đã đề ra, mất đi cái sự phấn đấu và kỷ luật. Đó là những điều mà nó vốn dĩ đã làm ông trở nên thu hút vậy trong mắt bạn gái của mình. Và chính vì hai cái lý do lớn ở trên nó cộng hưởng lại với nhau nên nó làm cho nhiều mối quan hệ bây giờ, ok, thì một tháng đầu thì rất là sôi nổi, rất là vui ha, mà sau tới cái ngưỡng 3-4 tháng thì cảm thấy rất là chán, đúng không? Và hai người dần mất đi cái sự thu hút dành cho nhau và tan vỡ. Ông sẽ đi qua một thời kỳ buồn bã, depressed, xong rồi bản thân và đi vô phòng gym và cũng khá hơn tí, cảm thấy ok, xoay thêm cơ lean hơn, quen thêm em nữa. Thêm em nữa thôi mà cũng lặp lại y chang như vậy, cứ lặp lại, không bao giờ thoát ra được khỏi cái vòng lặp đó. Yeah bro, thì nếu ông cũng nhận ra là mình khá là needy và ông muốn cải thiện nó, hoặc là ông nhận ra là mình đang có cái kiểu gắn bó lo âu đó, anxious attachment style, mà muốn đi tới một kiểu gắn bó phải nói là an toàn hơn, the secure attachment style, thì đây là lời khuyên của tôi dành cho ông bro. Và chính tôi hồi xưa cũng đã từng rất là anxious, là một thằng straight out simp, thì tôi đã tự lôi mình ra, đó là bằng cách tôi đã có một cái công việc, một cái mục đích để thấy dành thời gian và sức lực của mình vô, đầu tư vô nó, phải nói là lớn lao hơn các bạn gái của mình. Like, bro, like, come on. Đang coi như vậy nè, hãy tưởng tượng đi. Đang coi như vậy ha, rồi đang coi vui vẻ, ông đang chơi game và đang nhìn bạn gái của mình. Mời em ấy kiểu, ô anh ơi, thôi mình tắt coi nha, vậy em phải đi làm cái này mất tiêu rồi. Nụ cười đã tắt. Bro, you should be embarrassed. Cô ấy còn có một mục đích, một công việc để làm, còn ông thì chả có gì. Like bro, where's your man? Cái tính đàn ông của ông, cái sự phấn đấu, cái lực ở đâu mất tiêu rồi? Hãy thôi ở đó như một đứa con nít và lúc nào cũng bám víu bạn gái của mình và lúc nào cũng tình yêu. Get your ass up. Đừng có lười biếng nữa. Hãy cải thiện bản thân của mình đi. Hãy tin tôi
đó là khi con trai chúng ta dành thời gian để làm việc và ít gặp bạn gái của mình hơn, thì cô ấy sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ cũng như là tò mò là ông đang làm gì, đúng không? Hình như chắc anh ấy đang đi tập gym rồi. Cô ấy sẽ mơ mộng và sẽ nhớ ông nhiều hơn đó bro. Và cùng lúc đó, ông cũng đang trong phòng gym và trở nên ngon nghẻ hơn thiệt luôn. Cũng đang cố gắng đi tập và trở nên khá hơn, một phiên bản tốt hơn của mình. And god damn, không biết nói gì hơn bro. That's it. That's a win-win situation. Bên nào cũng có lợi. Nói đi thì cũng phải nói lại, đúng không bro? Cái này là cũng tùy mối quan hệ với tùy người thôi. Và tùy cô gái sẽ cần đòi hỏi một mức độ quan tâm khác nhau. Ông phải xử lý sao thật mềm dẻo. Nhưng có lời khuyên này cho ông, đừng có giả bộ là mình bận thôi rồi cố gắng đợi 5-10 phút rồi mới rep cô ấy nha bro. Ông phải thật sự không cái việc gì đó lớn lao hơn cái cô ấy để đầu tư thời gian và sức lực của mình vào. Ok, don't fake it, you know. Tại vì sau thời gian fake it như vậy, cô ấy cũng sẽ nhận ra và sẽ tìm ra là ông không phải là một người như vậy mà thôi. Tại vì đó là một cái siêu năng lực của những bạn nữ mà, đúng không? Cái giác quan thứ 6 mà mình rất khó để hiểu được. Và chưa hết bro, cái điều tuyệt vời cuối cùng ở đây chính là khi mà hai người cuối cùng đã có thời gian dành cho nhau đó, thì cái khoảng thời gian đó cho dù nó có ngắn ngủi hơn một tí đi, nó sẽ trở nên quý giá hơn rất là nhiều. Hãy tưởng tượng đi, hai người sẽ có nhiều chuyện để trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Quan trọng là ông sẽ ở đó và cho cô ấy 100% cái sự chú ý của mình, tại vì ông không cần phải lo những việc mình cần phải làm nữa, thì ông đã làm xong rồi mà. Sẽ không có mấy cái ý nghĩ tiêu cực như là chết bà, deadline của mình sắp tới, tự nhiên mình ở đây nói chuyện bạn gái mình không làm bài á, sẽ làm không kịp rồi sao. Yeah, điều đó sẽ không còn khi mà ông dành thời gian ra và làm những việc của mình trước ha, trong ngày trước đi, và sẽ gặp bạn gái của mình sau đó. Khoảng thời gian nó thật sự có ý nghĩa và tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và ông sẽ ở đó chăm chú lắng nghe cô ấy bằng tất cả sự chú ý và yêu thương. Yeah boys, that's it for me. That's it for me. Nếu thấy hay và thấy mình học được cái gì từ clip này, thì don't forget to drop your boy a like, subscribe để cùng anh em cùng đồng này để tiếp tục cái hành trình cái thiện cảm hơn của mình ngay trong chuyện hẹn hò ha. And share to a friend who needs it. Để một comment nào đó vui vui. Và nếu thấy quý hơn nữa, thấy looking good. Oh my god, what the f*** was that? And then keep your boy some money. Vì thế thằng nào có tiền thì nạp tiền vào donate cho tao. No, okay. Yeah, no, yeah, okay, bro. Thank you for watching here. Và clip tiếp theo bro, you clearly ông có vẻ thích mấy cái chủ đề hẹn hò thì đây bro. Thì một clip hẹn hò nữa đó là tại sao con gái không thích ông mà ông có thể làm gì về điều đó. Yeah, chắc ông cần này. Because look at you bro. I'm just kidding. You probably like men. No. Okay, click here to watch it. Thank you, bro. What the f*** was that? You like men. I don't. Or do I? See some bicep actions.